7,5 tỷ đồng. Chủ nhân cây rối cổ là ông Huỳnh Thanh Tuyên, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định. Hiện cây rối thuộc loại hiếm này đang được trưng bày tại triển lãm Sinh vật cảnh tỉnh Quảng Ngãi mở rộng năm 2019. Nhiều ngày qua, người đam mê cây cảnh khắp nơi đã đến để chiêm ngưỡng cụ rối. Theo những người có kinh nghiệm, cây rối 130 năm tuổi này hội đủ các yếu tố cổ, kỳ, mỹ nên có mức giá vài tỷ đồng là chuyện thường. Cây rối này đã hàng trăm năm tuổi gốc có hình thù độc lạ, tán rất đẹp. Bất cứ người đam mê cây cảnh nào cũng sẽ bị cụ rối này chinh phục. Theo ông Huỳnh Thanh Tuyên, ước tính cây dối trên 130 năm tuổi trong đó gia đình ông đã sở hữu cây được trên 50 năm. Có người đã trả 3,5 tỷ đồng nhưng chủ nhân cây dối vẫn chưa đồng ý bán.